Nụ hôn đầu tiên mà bình đầu cước tiên của em á là đêm sinh nhật luôn. Đêm sinh nhật. Đêm sinh nhật là sau đêm đi cơ, sau cái buổi ngay cơ đêm gặp đầu lâu? Tiên luôn cô ơi. Ngay đêm đầu đó, tiên. Đó, nãy con nghi, em nghi em, rồi. Nãy em hỏi này nó chối. Con đó hỏi con nụ hôn đầu tiên. Bởi vậy đầu tiên là ngay đêm đó luôn. Vậy hồi nãy giờ kể dẫn dấu nha, 3 ngày sau im lặng, 2 3 ngày sau im lặng. Chủ động hả? Em chủ động chứ. À. Đúng rồi, mình có tuổi rồi. Vô là mình phải test liền. Coi cái người này ở nó hợp, trước hợp hay không. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Wow, đúng nghĩa là wow. Dạ, ngồi đi. Con chào cô Vân, em chào anh Tư. Anh chào cô, chào anh. Ngồi chắc vô nha. Dạ. Trời ơi, đây là một người phụ nữ dễ vỡ, mong manh nè. Người ta đang gọi là không phải là đi một mà là đi hai người đó. Hai người em nhìn em nghi nghi rồi. Trời ơi, cưng quá vậy. Mấy tháng rồi con? Dạ, trước khi con trả lời câu hỏi cô thì cho con xin được xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là Phương Trinh Jolie và hôm nay thì mình đến cùng với ông xã của mình là Lý Bình. Cũng xin chia sẻ cái niềm vui là Trinh hiện tại là đang có em bé 23 tuần. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Và hôm nay thì rất là vui khi mà được tham gia cùng với chương trình. Xem chương trình này cũng rất là nhiều rồi, mà hôm nay thì vui lắm khi mà được gặp lại cô. Từ chương trình lâu lắm mà mình thi Bolero hả cô đúng ha rồi, đúng. Còn rồi. Anh Tuyên thì hôm nay lại có duyên với anh. Tại mình em nghĩ là hồi nãy ngồi phía sau sân khấu thì nghe nói về anh Mr. Bean. À. Đó thì cũng có nghe nói là ảnh đang phải làm một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Đó, thiên liêng đó. Dạ, em cũng xin chúc cho anh Vin là sẽ thành công cho cái nhiệm vụ của mình. Cho Trinh xin được bổ sung là họ tên đầy đủ cúng cơm của em là Nguyễn Ngọc Phương Trinh. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố, lúc đó là gọi là thị xã Long Xuyên thôi, nhưng mà hiện tại là lên thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. Em vừa tròn 35 tuổi. Đó, hiện giờ công việc hiện tại của Trinh thì trước đây mọi người biết tới Trinh là một diễn viên và ca sĩ, và Trinh có kinh doanh thêm về mặt hàng mỹ phẩm. À, cảm ơn Trinh, bây giờ qua tới Bình đó. Dạ. Chào cô, chào anh Tiên. Xin chào quý vị khán giả của Vợ Chồng Son, mình là Lý Bình. Công việc hiện tại là diễn viên, quê quán ở Vĩnh Long, hiện tại là 32 tuổi. Nghĩa là giờ hai vợ chồng đều là buôn bán kinh doanh chung với nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Giờ chắc đi đâu cũng giống như là một đôi sam, đâu có đôi tách sao rời nhau được. chị thấy em xinh với anh Vin không? Số đầu tiên ngồi ngay cặp vợ chồng đầu tiên đang có baby luôn. Mà chị mong là sau đây á, em cũng sẽ báo tin vui. Nhiều khi em ở đây em chúc người ta không có, nhưng mà em ngồi cái ghế này tự dưng về vợ em có bầu. Thế thì tuyệt vời quá. Yeah. Yeah. Có đang mong muốn không? Dạ, thật sự em đang mong muốn. Bin ơi, Bin ơi. Nhả bía anh luôn, nhả bía luôn. Dạ. Bình là Trinh cho anh Tiên, là tất cả quý vị khán giả biết thì cơ duyên sao mà hai chồng biết được với nhau và tình yêu bắt đầu chớm nở vậy? Thật ra thì hai đứa gặp nhau trong một cái tiệc sinh nhật với cô. Thì con có một người anh. Thì anh ở cùng quê ngày xưa là một người khách hàng mời con quay quảng cáo. Thì xong rồi cái anh đó là bên khách hàng, nhưng mà phát hiện ra là hai anh em cùng quê, cùng ở Vĩnh Long. Cho nên là Tết rồi cái có dịp gặp nhau ở quê, cái nói chuyện cũng thân. Thân rồi kiểu như cùng quê cho nên kiểu mình cũng quý, mình cũng thân nhau hơn, nhanh hơn. Thì anh đó ở Sài Gòn rồi cái ảnh cũng chơi với Trinh. Thì lúc đó con mình biết Trinh thôi, nhưng mình chưa gặp ở ngoài. Thì trong cái hôm đó ảnh tổ chức sinh nhật thì ảnh mới rủ qua tiệc sinh nhật của ảnh chơi. Thì ảnh không nói qua gặp ai hết, mình chỉ qua chơi với chủ nhân buổi tiệc thôi. Thì lúc mà qua rồi thì mới gặp không biết có Trinh. Thì lúc đầu thì mình thấy mình biết người đó thôi, chứ mình đâu có biết là người đó sao đúng không? Ờ dạ đúng cảm rồi. Cảm xúc của con mà con vừa mới thấy Trinh một cái là lúc đó con sao? Máu nó sôi. rần hay là như thế nào? Thật ra thì mình thấy mình biết giống như kiểu như nghệ sĩ gặp nghệ sĩ thôi, như là biết nhau trước đó. Đúng rồi, là Trinh cũng là ca sĩ. Tất nhiên mình đã biết cái người đó trong lĩnh vực trước rồi, nhưng mà mình chưa gặp ngoài đời, mình không biết nữa. Sao mình gặp cô đó vậy, đúng rồi. Xong rồi mình nghĩ là có rạo được không? Đâu phải gặp phải rạo được anh.
Có nghĩ người phụ nữ này phải tương lai là của mình không? À, không. Hay là bình thường hết. Lúc đó đâu dám nghĩ, giống như mình gặp một cái người trong nghề thôi. Thì mình nghĩ ok, người gặp đồng nghiệp trong nghề thì cái này cũng là đồng nghiệp mà làm nghề trước mình rất là lâu rồi. Thì coi như là đàn chị rồi. À, vậy lúc đó gọi chị hay là gọi Trinh? À, lúc đó đi chơi chung thì gọi Trinh. À, gọi Trinh. Dạ, không gọi chị. Hổng nha, thời gian mới biết phải gọi ra là chị. Thật ra thì mình gặp thì mình thứ nhất là mình thấy mình có thích mắt đó. Mình thích mắt, nhưng mà thường thì mình thấy mình thích mắt, mình thấy mình cũng không có cái cảm giác cách biệt nhiều quá. Cái cách người đó nói chuyện không có cách biệt nhiều quá thì mình sẽ xưng tên. Còn giống như người đó ngay từ đầu người đó phân biệt rõ ràng luôn. Chị với em thì ok, mình chị với em. Còn không thì ai cũng muốn xưng tên với nhau để chơi vui vui vẻ cho thoải mái, thì mình bắt đầu mình xưng tên thì nó cũng thoải mái hơn. Em nhớ đó mà em kêu anh là anh luôn mà, đâu có xưng tên đâu hả? À, như anh em luôn đó. Anh nhớ là lúc đầu kêu tên trước phải không? Rồi xong hồi xỉn quá rồi anh em. Thì cái thời gian xỉn đó nó cũng nhanh nè, chứ không có lâu đâu. Bữa tiệc đó chừng 2 tiếng đó, thì là 1 tiếng đồng hồ nó xỉn rồi. Có nghĩa là ngã nhẹ nhanh quá. Rồi còn Trinh sao lúc đó? Cảm xúc của con với Bình thì lúc đó con gặp đó nha. Đấy. Cũng ngon đó. Cũng ngon đó. Nhìn đó cũng kiểu xích bắt sáu muối rồi đó. Tại vì con thì con rất là thích tập gym. Cái thời gian đó thì con tập gym thường xuyên luôn, hình như hầu như là mỗi ngày đều tập luôn. Mà vô cái thấy Bình thì chắc là cũng có chơi thể thao rồi, cũng có hỏi anh có Bình có tập gym không? Hỏi là sở thích như thế nào. Xong rồi cái Bình tâm sự là anh tập gym hình hầu như là mỗi ngày. Ôi hợp quá. Ê gì nữa, ngày mai mình đi tập gym chung đi. Đó. Thì cũng mở lời vậy, xong rồi cái từ cái mình thấy nói chuyện cũng vui. Mà con một cái là tính của con này con không có thích đẹp trai. Hồi lúc bây giờ bạn trai của con hay là những cái người mà gọi là con quen á, con không có quan trọng vấn đề là cái ngoại hình ở ngoài, mà cái mà cái người đó để lại cho con cái ấn tượng á là phải là cái tính cách, với lại là nói chuyện với mình có hợp hay không. Tại vì con nghĩ là nếu mà quen mà trời nói chuyện một hai câu mà không hợp thì thôi chán lắm. Mà nói chuyện 10 câu là ông làm con cười hết 9 câu rồi. À tức là hợp cái gì đúng không? Dạ, con nói chuyện với mình rất đó. Là hợp đúng hợp không? Dữ lắm. Cái ấn tượng của con là cái người mà đàn ông làm cho con cười nhiều và con khoái. Rồi là xong. Coi như làm ấn tượng của con về Bình rất là tốt. Dạ. Đúng không? Rất là tốt. Vui, rất là đáng yêu. Dạ. Bình thì cũng vậy. Bình thì nói dùng văn vẻ hơn. À cô này nhìn cũng được mắt đó. Đẹp thì nói đẹp, được mắt là cái gì? Hiểu không? Đẹp. Cô này rất đẹp. Nói chung là Trinh á là nếu mà dùng từ xã hội là cũng ngon á. Như nãy em nói không? Ngon, anh này ngon. Thôi bây giờ sau cái tiệc sinh nhật đó thì tiến triển sao nữa? Và nụ hôn đầu tiên mà hai bạn đến với nhau là trong tình huống như thế nào? Lúc đó cũng gần Tết á. Hình như là cũng trước Tết có khoảng 1-2 tuần gì đó thì hai đứa đầu mới hẹn nhau đi tập gym. Đi coi phim. Coi phim trước. Đi coi phim trước. Con được cái là con không có nhớ rõ dữ lắm bằng ông Bình. Con là có sao nói vậy người ơi đó, cho nên là cô muốn hỏi con là vậy đó. Sao bữa đó đi coi phim trước là ăn trước hay là hôm đi gym trước? Hôm đó là nếu mà gọi là đi hai đứa đó là con đi coi phim trước. Hẹn đi coi phim. Phim phim gì? Dạ, phim gì? Báo đen. Báo đen. Dạ, không. Ngồi ở ghế đầu tiên hay ghế cuối cùng Bình? Ngồi ghế giữa cô, ghế giữa cô. Chưa là ghế cuối cùng chứ hả? Trời ơi, đâu có tại vì hồi lúc đó là cách đây 5 năm là mấy rạp khác chưa có hot đâu, là ở cái rạp Bitexco, đi coi rạp Bitexco. Mà rạp Bitexco là ngày xưa là con làm shop vé đó. Bởi vậy mình biết, mình làm, mình vô mình gặp người ta hoài trong đó. Nhiều khi mình gặp tùm lum người cặp vô đó, mình thấy trời ơi vô chỉ có phim thôi chứ có làm cái gì khác được. Vô gặp chứ làm gì khác, nó quay lại hết. Múa gì luôn. Hai đứa thuần múa mày. Thường tí coi phim là bàn với nhau. Con có nhớ nội dung Báo đen là gì không? Dạ là cái Wakanda đó cô. Ý là câu hỏi là trong bữa đó là con có nhớ nội dung không? Có cô Thần Tý nhớ đúng không? Không Thần Tý Thần Tý, tại vì hai đứa có cùng một cái đam mê là về phim ảnh, cho nên là nói cái chủ đề đa số chủ yếu là chủ đề về phim, về điện ảnh. Mình nói về cái cảm giác của anh về cái phim này phim kia, nếu là anh sẽ vậy, anh sẽ diễn vậy diễn kia diễn nọ, anh sẽ cảm nhận như cái kết nó vậy thì sẽ như thế nào. Thì Trinh thì nó em có cái cảm giác là em là một cái người diễn viên, em thấy anh diễn tả cái cảm giác anh, em cũng hình dung được là cái góc má anh muốn nó như thế nào. Có nghĩa là cái báo
với nhau vậy? Là hai đứa ngồi coi phim và nói với nhau về học thuật, đúng không? Dạ, đúng. Bỏ qua. À, còn tôi muốn vô thẳng vấn đề là cái hỏi đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Cái hỏi đầu tiên luôn, đúng không? Nụ hôn đầu tiên mà mình trước của em á. Đêm sinh nhật luôn. Đêm sinh nhật. Đêm sinh nhật là sau đêm đi, sau cái buổi ngay đêm gặp đầu tiên luôn cô ơi. Ngay đêm đầu tiên. Đó, nãy con nghi, em nghi rồi. Em hỏi này nó chối. Cô mới hỏi con nụ hôn đầu tiên. Bởi vậy đầu tiên là ngay đêm đó luôn. Vậy hồi nãy giờ kể dẫn dấu nha, 3 ngày sau im lặng, 2 ngày sau im lặng. Phải, tại vì anh không có hỏi chính xác cái câu mà nụ hôn đầu tiên cho nó. Anh nãy anh hỏi là nụ hôn đầu tiên xảy ra trong hoàn cảnh nào. Dạ, là đó đêm đó luôn. Những cái chuyện gì đã em hỏi anh Trinh nha. Trinh là nó có sao nó vậy người ơi đó. Ừ, bình lặng thôi. Sao Trinh kể anh đi mọi người nghe Trinh. Mà là gì nè cô, con là tại con. Tại chủ con động hả? Em chủ động chứ. À, đúng là mình có tuổi rồi. Anh cũng vậy không à. Chính vì cái lớn tuổi đó cho nên là anh nói đúng. Đúng. Em phải tìm được một người thật sự hợp với em. À. Không thể nào mà cứ tốn nhiều thời gian được cô. Chính xác. Thời gian càng trôi đi thanh xuân mình càng mất thời gian, đúng không cô? Thời gian là vàng ngọc. Đúng. Đó. Vô là mình phải test liền. Coi cái người này nó hợp trước hợp hay không. Bắt đầu là cũng hơi xỉn rồi thì con cũng có xỉn đâu thì con cũng đâu có uống nhiều. Em không uống nhiều được. Em là uống cái đỏ huyết à, mà đỏ lên cái bắt đầu cái mình buồn ngủ. Mà mình muốn tìm hiểu người đó thì mình giả bộ xỉn. Bắt đầu để đỡ là pha nước là cho con uống để giải tỉnh anh. Cái xong cái đang nằm như nè, cái dựa vô cái ghế. Dạ cái ghế, cái ghế salon. Nằm ghế salon. Dạ. Ông đưa ly nước cái uống chút lên để ra cái giả bộ con té một cái ông đỡ. Đỡ rồi thôi rồi ôm luôn rồi cái hôn thử coi sao. Tại vì mình phải hôn mình chạm vô cái môi để mình biết được là cái tần số có đúng điện hay không. Đó, cái điện nó có đúng âm dương hay không. Cái nụ hôn đó nó phải ấn tượng lắm đó nha. Đúng điện dương liền anh. Dương luôn hả con? Dương luôn. Dính luôn. Vậy mà mình dở thiệt á, 3 hôm sau mới gặp lại. Ta hôn vậy rồi là qua ngày hôm sau là tấp liền. Nhưng nhiều khi chờ tới 3 hôm sau lại nhờ ông anh. Lúc đó là em nghĩ sao em mai sao? Mai mối rồi đi chơi rồi nữa rồi bắt đầu mới ấy. Thật sự nói vậy nè. Tại vì lúc đó mình cũng nghĩ là bây giờ mà có tới thì nhiều khi cái công việc của nhau cũng chưa có giống nhau. Dù như Trinh đã có công việc rõ ràng rồi, lúc đó mình còn vẫn đang tìm cái công việc của mình cho nó cụ thể để mình gây dựng cái công việc của mình. Giờ nếu như vô mình quen nhau chắc gì mình đã lo được hết cho nhau đâu. Cho nên là con thì con rõ ràng suy nghĩ kiểu như ok, mình phải làm một cái gì đó trước, mình phải có vị trí của mình trước thì mình bắt đầu mình mới đi chinh phục. Anh hiểu. Bạn này là cẩn thận. Chứ mình không có cái thời điểm đó phải công tâm mà nói là cái nem của em là không bằng Trinh. Đúng. Trinh nó nói vẫn bật hơn thì bạn này là đàn ông thì cái tâm lý phải rụt rè tí xíu. Đúng. Là hợp lý. Mình phải có một cái gì cho bản thân mình trước, kể cả tuổi đời, kinh nghiệm, kinh tế, tất cả mọi thứ, công việc này kia nọ nem mình phải có thì mình mới đầu mình mới đi chinh phục. Còn nếu như mình chưa có mà mình đi chinh phục sớm quá, thứ nhất mình chưa có cái trải nghiệm về cái cuộc sống, về kinh nghiệm về mọi thứ thì mình cũng chỉ là mình đang với theo người ta thôi. Mấy bạn chính thức yêu nhau từ khi nào? Từ cái đợt Tết anh ha. Tại vì lúc đó là xong là bắt đầu tới giai đoạn là Trinh về quê ăn Tết. Về quê ăn Tết thì lúc đó hai đứa cũng nhắn tin nói chuyện tin thôi qua lại. Thì cái ngày mà nhắn tin nói chuyện nhau mà lúc đó yêu quá rồi. Yêu quá rồi, nhớ luôn quá trời rồi mà cách bởi cái Tết cho nên là ngay cái đêm giao thừa hình như là Trinh diễn xong đó. Là Trinh chạy ngang Vĩnh Long mà đón con. Đón Vĩnh Long xong lên Sài Gòn là bắt đầu hai đứa có thời gian bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Bình à, lần đầu tiên mà mình thấy sao? Hỏi anh Bình đi anh, không, anh Bình trước đi. Trả lời. Mắc cỡ. Bình nó không có trả lời. Trả lời con. Bình không bao giờ nó trả lời. Nó sẽ đi rà đi ngoại thành, nó qua Củ Chi, nó qua An Sương, nó đi tùm lum rồi cái nó. Đúng rồi, trong kịch mà nó là bị giao đãi nhiều quá. Giao đãi đó. Giống như là anh tưởng tượng như là cái kiếm rèn ra là cái chui này chỉ để là thích hợp với nhau về cái tất cả mọi thứ. Gài vô là thành một cây bảo kiếm. Cây bảo kiếm. Vô khớp liền. Dạ, đi khai phá thiên hạ liền. Con thì mình cũng phải nói rõ là bây giờ anh khám sức khỏe này nọ đi để em coi là sức khỏe anh nó có gì hay không. Em cũng vậy. Để mà khi mà cả hai mà có quan hệ với nhau á thì mình cũng yên tâm là cái người này cũng không có bệnh hoạn gì. Cái vấn đề đó rất là quan trọng. Đối với con á, sau này mà con gái con lớn lên con cũng nói rõ, con dạy cho nó luôn. Là mẹ bây giờ thì người lớn bây giờ thời buổi thế kỷ 21 rồi.
không có cấm cản được cái vấn đề đó. Bây giờ mẹ cấm con muốn đi bậy bạ cũng vậy à. Nhưng mà con làm gì con phải nhớ, thứ nhất là con bảo vệ bản thân con để con không có bị bệnh bậy bạ. Thứ hai là phải bảo vệ để mình không có thai ngoài ý muốn. Để mà con không có phải mà rơi vào tình cảnh mà có con mà mình lại không có được người đàn ông bên cạnh, nó khổ lắm. Mẹ đã từng trải qua rồi, mẹ biết điều đó. Đó chính vì vậy mà hai chồng quan hệ rồi xong cảm thấy trời ơi thăng hoa bắn bông hoa bung 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 hợp ok mình quyết định mình quen nhau chứ bây giờ lớn rồi, lớn hết trơn rồi, trên 18 tuổi hết trơn, còn nít nữa. Dạ e dèn chi nữa đúng dạ. không dạ hợp ok mình bắt đầu là mình lúc đó là tiến tới mối quan hệ lâu dài, dọn về sống chung với nhau luôn đó. Lúc đó chưa nữa cô. Cũng khoảng ổng là lúc đó là ổng ở trên Tân Bình còn con là Bình Thạnh. Mà chạy mỗi lần chạy lên chạy xuống vậy rất là xa, tầm khoảng 30 phút nếu mà được buổi tối, còn mà buổi sáng kẹt xe là 45 một tiếng. Mà con thì cũng đi phim, mà lúc đó Bình cũng đi phim, cũng đi diễn kịch này nọ, thì thời gian mà gặp nhau rất là ít. Nên mà con ở con mình với bé Mia, thì bé Mia thì nó đi học suốt ngày rồi, cái hôm nào mà được rảnh cái gặp nhau có cái chéo à. Nó thôi đi anh ơi, bây giờ anh dọn qua ở chung với em đi. Thứ nhất là để mình có thời gian mình gặp nhau nhiều nè. Thứ hai là có gì không có ai nhà thì cũng có anh trông coi nhà cửa phụ em. Chứ giờ đằng nhà đằng bạn gái không mà lỡ cái chuyện gì nó mất công. Con cũng kêu không qua đó. Nở lời với ổng rồi ừ thôi để anh con sắp xếp. Rồi cũng khoảng nửa tháng sau ổng mới dọn qua ở chung với con. Bình với là Trinh cưới nhau được lâu chưa ta? Dạ cũng gần một năm rồi đó anh. Rồi yêu nhau được bao lâu thì cưới? Dạ lâu quá cô. Bao lâu? 2018. Dạ. Lâu quá cô. Bắt đầu 2018. Mấy gần 5 năm cô mới lấy nhau. Dạ. Như vậy là có tới khoảng 6 năm để mà bên cạnh nhau rồi. Dạ rồi. Dạ, dạ đúng rồi. 6 năm bên cạnh nhau rồi. Thì là cái lúc mà hai đứa dọn về sống chung với nhau là năm thứ mấy? Dạ năm là đầu luôn. Dạ năm đầu. Năm đầu quen nhau luôn, 2018 luôn. Mình cứ cho là 5 năm đi. Dạ. 5 năm mình ở chung với nhau rồi. Thế thì những cái ngày đầu mà dọn về sống chung với nhau đó, dạ, thì những cái cá tính nè hay nhìn những cái tật xấu nè mà lúc yêu cái này con sợ nghe yêu mình không thấy thì cái lúc dọn về rồi tụi con thấy làm sao? Đối phương của mình có những cái gì mà mình bị mất hồn á, nó sao lúc yêu không thấy vậy, có bị quản đối phương của mình không? Thật ra để mà nói thì đúng thì trong mắt người mình yêu thì tất nhiên sẽ không xấu, nhưng mà đối với mình thì lúc đó người đó chưa hoàn thiện. Thì Trinh thì Trinh lúc đầu mình yêu thì thấy mọi thứ nó ngọt ngào lắm, xong rồi khi mà đụng chuyện thì bắt đầu thấy ủa sao mất gì mà bà nóng tính như trời, bà đàn bà mà bà nóng như trời, mình đàn ông mình không nóng tới vậy mà bà nóng như trời, mà bà nóng ngoài đường rồi xong rồi bà nóng trong nhà nữa. Con thì con bị cái ok, có thể là ngoài đường con nóng nhưng mà trong nhà con không nóng. Nhưng mà bả mất gì bả nóng mà đường bả nóng trong nhà luôn, đụng chuyện bả cứ bả cứ hầm bả hằng học bả này kia nọ dữ ta. Xong rồi cái cũng nhiều lần xảy ra những cái vấn đề như vậy, xong cái cũng cự nữ cãi bả, xong rồi có nhiều lần cũng tính chia tay. Xong rồi cái mình nghĩ, cái con lại suy nghĩ bây giờ mình chia tay thì cái người này có một cái khuyết điểm này thì bây giờ mình tìm người khác thì người khác sẽ lại có những cái khuyết điểm khác. Vậy thì cái khuyết điểm này nó có quá lớn để mà mình chia tay không? Mình có khả năng mình sửa người này không? Và nếu như mình có khả năng mình sửa được người này thì thứ nhất là cái level về cái cách mình cư xử cũng hơn. Thứ hai là mình lèo lái được cái con người này thì tất nhiên thì trong cuộc sống thì sẽ phải có những cái vấn đề xảy ra thì con mới đầu thử. Thì mình yêu cho nên mình mới thử. Còn như tính con thì con hay bị kiểu như mình thấy bất cần lắm. Nhắm không được rồi là dạ. Là con bỏ luôn. Có nghĩa là đối với con tất cả mọi thứ trong cuộc sống này con đều có thể không cần. Hiện ra một cái tật xấu đầu tiên là nóng tính rồi. Nóng tính. Rồi cái, còn cái nào nữa? Còn cái tính gì mà con phải nài nữa? Thì nói chung mà Trinh chỉ bị cái nóng tính thôi. Nóng tính thôi. Như bà sắp đặt lắm nha. Trời ơi sắp đặt lắm. Kiểu như là có nghĩa là kể cả giống như cái lúc đầu cái quá trình lái xe đi. Giống như lái xe là quá xoan phải đi đường này. Sao anh không đi đường kia? Đó, thì sao em? Đường kia nó gần hơn đường này. Đường này đèn đỏ nhiều. Nguyễn Hình Chiểu đèn đỏ nhiều, anh đi đường Nguyễn Hình Chiểu cũng chi. Sao anh không đi đường đường khác? Đúng không? Giờ lỡ chạy đường này rồi. Mà tính con thì đi đâu cũng được. Kể cả kẹt xe miễn tới thôi, không quan trọng. Đấy con, ví dụ như người ta hẹn 7 giờ. Hay xa, 6 giờ rưỡi mình đi. Hay gần, 6 giờ 40 mình đi.
Còn bả tự lên trong đầu bả là sẽ đi đường nào, sẽ đi sau này kia nào, bao nhiêu ngã tư, bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ gì đó. 6:50 bả mới đi. Bả tính nghe bon còn con, ok chạy lộn ngã tư này chạy ngã tư khác. Nếu như lỡ rồi thôi quay đầu chạy lại, hút thì thôi quay đầu. Thì đối với con thì chả sao hết, chỉ cần tới là được. Còn bả thì sẽ cần là phải đúng cái đường này thì nó mới tới được cái giai đoạn đỡ kẹt xe hay là đỡ trễ giờ đó này kia nọ. Bắt đầu cái mình bị áp lực. Cái này không phải tính xấu đúng không? Không phải tính xấu. Này không phải tính xấu mà cái này là giống như là một cái sự ra cái lập trình trước. Đúng cái, rồi. Cho cái công việc của mình như vậy là tốt mà, cái đó là ok á. Đúng. Con người có kế hoạch. Có kế hoạch là có kế hoạch. Bản thân giống như chị em mình đi, thí dụ ngày mai đi quay là mình đã tính sẵn trong đầu đồ đạc của mình sao sao là mình phải tính đâu vô đó hết. Rồi mình đi quay, thậm chí đi quay đường nào cũng là hợp lý luôn mà. Đó, đường đi nước bước. Đúng đó rồi. Con đường nào để mà nhanh nhất có thể. Mà em bị sắp đặt trong những chuyện nhỏ luôn anh. Tại vì đó là quá đáng. Dạ. Thí dụ như em làm như vậy mà lỡ người ta làm sai ý của em á, em có khó chịu, em có rầy, em có chửi này nọ không? Anh kể đi anh. Tất nhiên là có rồi. Không có thì nó đâu có là cái vấn đề để nói đâu anh. Kiểu như là ủa anh ơi tại sao cái này để đây vậy, sao kia đó. Thì giống như kể cả cái việc như em nói, nhiều khi uống cái ly đi rồi cái mình chạy ra mình lấy hàng hay gì để cái ly đó lên bàn, xong rồi cái quên nó chạy lên lầu. Lên lầu cái đầu cái lên đi tắm luôn, cái đầu cái ở dưới này anh ơi sao cái này cái ly gì đây, sao để đây rồi uống xong chưa, rồi này kia nào, cái đầu anh phải xuống anh dẹp. Nó có những cái vấn đề nó bị quá nhỏ đi, thay vì ví dụ như con vừa hay gì theo thấy đi lên bàn, ok không ai uống nữa mình dẹp. Thì bà sẽ hỏi tới là tại sao cái vấn đề cái ly này, rồi có nhiều lần như là lạc cái này lạc cái kia, là có phải anh mở camera lên trích xuất camera cho em coi cái dao tại sao nó mất rồi, bây giờ tại sao mất cái dao, nhà có chút xíu mà tại sao bây giờ. Bây giờ về Bình nó con còn muốn Trinh thay đổi điều gì để mà Trinh trở thành hoàn hảo hơn? Dạ không, con chả bao giờ con muốn vợ mình phải hoàn hảo không phải gì hết, chỉ cần là ý là bây giờ con muốn Trinh thay đổi một điều gì nữa thì có thể là hoàn hảo hơn hoặc có thể là sẽ tốt hơn cho Trinh, ví dụ vậy. Giống như cái nóng tính có cần phải bớt lại, tiết chế lại đúng không? Hiện giờ con thấy là gia đình con đã rất là ok rồi, con thấy con hài lòng về mọi thứ. Là không cho nên, cần phải thay đổi. Dạ, con cũng chả cần phải thay đổi. Sửa gì lắm rồi đó con. Em cảm nhận hai bạn này có cảm giác như là hai bạn tự dung hòa cho nhau. Thật sự. Ví dụ như bạn này thấy cảm giác tự cảm thấy mình làm cái này mình lốt, cứ mình tự tiết chế lại. Bình cũng vậy. Dạ. Thật sự tụi con quá trình tụi con quen nhau là một cái quá trình mà mình tự đi lên nhiều lắm cô. Giống như hai đứa, trong hai đứa là đứa nào cũng có cái nhu cầu hoàn hảo cho bản thân. Mà tự giống như con thấy vợ con giỏi cái này, con sẽ gán con học theo cái tính giỏi đó của vợ con, theo tính ngăn nắp. Ví dụ như vợ con blend cái này, con cũng gán con học. Ví dụ như mình không học được 10 mình cũng học được 4. Vậy giờ Bình còn cái Bình có cái tật xấu gì mà con muốn mình thay đổi không? Tật xấu của ổng hả cô, là hay quên. Ổng ngày xưa lúc mà con quen là nó anh não cá vàng quá, quên dữ lắm cô ơi. Ngay cả bây giờ đi đường con cũng phải chỉ đường mà. Không nhớ đường đi gì hết trơn á. Có thể giờ mình không chú tâm á. Em không quan tâm tới đường xá, giống như trong đầu sẽ nghĩ tới những cái thứ khác. Để đi lạc làm sao em? Em giống như là những cái tuyến đường chính mình biết rồi. Là em đã định hình rồi. Định hình, ví dụ như mình có lố qua cái khỏi tuyến đường chính đó, ok lỡ lố rồi lo suy nghĩ cái vấn đề khác thì mình đi lại. Rồi giờ mới có một cái tật xấu là hay quên thôi, còn cái tật xấu gì nữa? Còn gì nữa? Dạ, một xấu nữa là mỗi lần mà có bạn bè đông quá là ta nói vô cuộc vui đó là quên hết mọi thứ luôn. Dạ. Vui đó, ham vui. Ham vui đó. Đúng rồi. Đó, rồi cái thứ ba nữa là tham chơi đồ chơi. À, thích nhiều khi á hả, sửa cô độ xe độ tàu rồi nào tới 1-2 giờ sáng con nằm trên đây nhắn tin anh ơi lên ngủ đi, em phải có anh ơi mới ngủ được mới lên. Chiếc xe đồ chơi để mình chơi. Dạ, xe đồ chơi mà ngày xưa á là ổng chơi đồ chơi tới giờ vẫn giữ từ lúc nhỏ luôn anh. Cái đó là sở thích. Dạ. Đó là mê. Mê sở thích. Cái đó cũng không phải thật xấu đâu. Không phải là thật cái xấu. Cái đó một cá tính. Nhưng mà thí dụ như 1-2 giờ khuya thì cũng kiểu như bị mê vậy đó anh. Con có mong Bình thay đổi điều gì không? Sửa đồ chơi rồi. Không, những cái tật xấu của Bình á thì nó không phải là xấu mà giống như là không thay đổi được. Giờ người ta bị não các bạn hay quên rồi, ví dụ cái hôm qua ăn cái gì hay để đồ đâu ông không nhớ, ông chỉ nhớ những cái mà gọi là ông muốn nhớ thôi. Là có những cái vấn đề, dạ những cái vấn đề nó xa 80 năm trước, ông có nhớ ở mặc đồ gì sao, rồi cái chỗ đó ngồi đâu, bộ đồ đầu tiên con mặc gặp nhau mặc đồ gì ông cũng nhớ, con không nhớ. Nhưng mà những cái mà cần thiết ông nhớ thì ông quên. Cho nên thôi cũng giống như cô nói là bù trừ cho nhau đó. Bù trừ đó. Dạ. Coi như không cần thay đổi gì. Nói chứ nhìn hai đứa thấy hạnh phúc lắm á. Chương trình nó chỉ mong muốn là tụi con sẽ hạnh phúc như thế này mãi nè. Dạ, con cảm ơn cô.
em bé sanh ra coi như mẹ tròn con vuông nè, con chóng lớn nè, rồi nó sẽ là một cái gọi là thiên thần xuất hiện trong gia đình để mà gọi là một chất keo kết gọi là lại. Kết dính hai đứa càng ngày càng dính lại với nhau. Dạ con cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Cái suy nghĩ của mình là trên dài cứ cái đà này mà cứ phát triển và ngày càng gắn kết nhiều hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa là ok. Dạ cảm ơn anh Tuyên. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Quách Tấn An, em năm nay 35 tuổi và hiện tại công việc của em là MC dẫn chương trình các sự kiện ngoài trời. Giống tài tử tên với một diễn viên, một Hồng, siêu sao TVB Hồng Kông. Đây là nghệ danh của em ạ. Còn tên thiệt của em? Tên thiệt của em là Đỗ Văn An. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị đang xem chương trình. Em tên là Xuân Mai, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và học ngành nghệ thuật ạ. Là học về ngành gì? Diễn xuất hay là người mẫu hay là ca sĩ? Dạ, ca sĩ ạ. Rồi bây giờ, quay ngược thời gian trở lại lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Và ấn tượng gì về nhau? Đợt đó thì trong một cái đêm giao thừa thì em nhận cái chương trình của Phú Quốc. Thì chương trình bắn pháo hoa chào đón mừng xuân. Em thấy bạn ngồi dưới khán giả thì em thấy bạn này xinh xắn quá. Đập vào mắt em cái là nghĩ trong đầu, ôi trời sao con bé này nó đẹp quá. Trong ánh mắt tầm tầm địa vào cô ấy không à. Ôi trời, mình nghĩ là làm sao hút được này ta. Làm sao hút được này ta. Rất đàn ông nè. Làm sao mà hút được. Rất đàn ông nha. Thế còn Xuân Mai thì sao? Lúc mà nghe anh giới thiệu là có ấn tượng không? Có thấy thích anh này giới thiệu dạ, không? Dạ có, giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á cô. Kiểu giống như là ảnh nghía em, xong rồi cái em cũng nghía ảnh, là xong rồi là kết luôn á cô. Rồi nó nghía nhẹ sau bữa đó luôn á hả? Dạ. Sao hay vậy ta? Tại vì bé Xuân Mai thì nó còn có thể nhìn được nhìn bạn này. Nhưng mà sao mà bao muôn ngàn người như vậy dạ. Mà em tiêu một phát là dính Xuân Mai. Bạn ngồi chỉ sau ghế đại biểu thôi, rất là gần với tầm nhìn của mình. Nhưng mà Quách Tấn An nhìn vào đôi mắt ấy, có suy nghĩ là cô ấy cũng thích thích mình không? Thì đó, lâu lâu em để ý rồi em cười cái bạn cười là em nghĩ là chắc cô này kết mình rồi. Rồi sau đó làm sao? Chắc chắn phải là Quách Tấn An. Sau đó thì em phải chủ động. Em không thể chủ động được. Thứ nhất là bạn là một người khán giả, mình một người dẫn chương trình ở trên sân khấu. Kết thúc chương trình thì không biết có gặp được bạn hay không. Mà bây giờ mình không còn cách nào mình đi xuống dưới để mình xin số điện thoại bạn được. Thì em có một cái ra hiệu với một bạn kỹ thuật âm thanh đây đó. Em vẫy bạn lên kêu em giúp anh một cái là em xin số điện thoại bạn này cho anh với. Thì em mới lấy cái điện thoại của em ra. Nghĩa là em bước xuống tới nơi là em cầm cái điện thoại anh, bật cái màn hình lên cho thấy hình của anh trong đó. Thì kêu là anh MC xin số điện thoại của em. Cảm giác Xuân Mai lúc đó làm sao? Dạ lúc đó rung lắm cô. Mà nó kiểu như là có dòng điện nó giật trong người mình á. Bây giờ chị hỏi em nè, trong cuộc đời làm MC của em gặp nhiều những cái trường hợp như vậy không? Hay là chỉ duy nhất là đối với Xuân Mai thôi? Nhiều lần có những cái cảm xúc như vậy chưa? Không? Chưa. Hai đứa đến với nhau kiểu như định mệnh đó chị. Thì đặc biệt là một cái định mệnh nữa là trước khi gặp bạn này nè thì em á là đi làm chương trình rất là nhiều mà cái tính em là cái tính đoàn viên, lúc nào em cũng muốn về với gia đình á. Trong tư duy em nghĩ là mẹ sống với mình có bao lâu đâu thì bao nhiêu cái Tết nó bắt buộc mình phải về quê mình chơi với mẹ. Nhưng mà cái đợt đó thì em bị thất tình. Em có quen một cô kia thì 8 năm cũng tính cưới nhưng mà đứt đoạn. Đau buồn quá không còn cách nào nữa. Cái hôm đó gần Tết rồi thì em mới điện cho ba nuôi của em, MC La Thời Phi. Ba ơi, con buồn quá Tết thì cho con đi làm chương trình ở Tết đi ở đâu đó đi. Thì ba kêu bảo là hiện tại có một chương trình ở Phú Quốc thì đợt đó thì đi ra thì gặp đúng con này. Chị cảm tưởng là sau khi em đã gặp bạn này á là đêm đó là coi như em bớt đi cái nỗi buồn kia liền á. Dạ, bớt đi nỗi buồn liền. Là buồn luôn đó. Đúng thiệt, trước đó thì em có tìm hiểu một số là bạn nào đó cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà em nghĩ hình như là không có cảm giác hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta. Em cũng sợ không biết là mình như thế nào. Cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiến xét ái tình đấy. Rồi thôi. Là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích. Rồi bây giờ tôi tò mò muốn biết là cái cô gái này nè, sau khi mà đã cho số điện thoại rồi đó, và khi mà biết được anh ấy lớn hơn mình nhiều tuổi thì lúc đó như thế nào? Cái gu của em cũng là người lớn tuổi, em không có quan trọng tuổi tác. Dạ, miễn là thương em, biết chăm sóc cho em là được. Dạ. Nhưng mà lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó là con đang đi học 12 ạ, 18 tuổi. 18 tuổi. Sau đó con với ảnh vẫn giữ liên lạc nhau thì ảnh lên Sài Gòn. Còn con thì về Rạch Giá học. Thì Rạch Giá là quê của ba con. Mỗi tuần là ảnh chạy xuống thăm con một lần. Rồi vậy là xuống Rạch Giá là cứ liên tục vậy đó. Dạ. Em có nghĩ là không biết vì sao mà cái sức mạnh nó lại mãnh liệt đến như vậy. Là tình yêu đó. Chỉ những ngày chủ nhật em không thể xuống thăm được. Vì chủ nhật là bạn này không đi ra ngoài, sợ ba mẹ la. Và đi chơi là biết là sợ
đi ăn đòn nên là em chỉ xuống những ngày mà trong tuần thôi. Những ngày đó là em xuống là bạn cấp tiết học, bạn đi trở về đó. Tức là bây giờ là ông bà và vợ mới biết, lúc đó còn chưa biết luôn. Nhưng mà anh đến chương trình này bây giờ ông bà và vợ biết nè, hát xong là biết nè. Tụi em yêu xa như vậy là bao lâu? Tầm một năm em ha. Một năm, đúng một năm. Bạn ấy vừa tốt nghiệp lớp 12 xong á thì bắt đầu lên Sài Gòn ở với mẹ ở trên đây. Nhưng mà sau đó thì hai đứa có sống thử chung với nhau. Hai đứa có sống thử Dạ, có hai đứa kiểu như là yêu nhau quá, kiểu như là không muốn thể rời xa nhau nữa thì xin ba mẹ hai bên là xin phép cho tụi em được cưới. Và sau đó thì xin phép xong được á thì lên Sài Gòn thì mới cho em sống chung. Ở dưới quê á, khi mà có con gái mới lớn mà nhất là có con gái xinh đẹp gì nữa, ba mẹ rất là lo hay giữ gìn á. Khi mà ba mẹ biết á là Xuân Mai quen với Quách Tấn An, một cái người mà làm trong showbiz vậy nữa, thì có lo sợ không? Dạ thì lúc đầu gia đình ngăn cấm, em cũng hé hé thôi chứ em cũng không cho biết hết. Dạ thì em cũng nói là con quen anh này vậy 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 đó, con cho coi hình vậy đó chứ con cũng không có cho biết hết. Thì sau này tìm hiểu ảnh á, thì gia đình không có ai ngăn cấm nữa. Ba con là nhiêu tuổi rồi? Dạ ba con năm nay 42 tuổi. Ủa vậy là lớn hơn Quách Tấn An? Ba vợ con lớn hơn con 7 tuổi, là vợ lớn hơn 5 tuổi. Lúc sinh hôn là phụ huynh người ta rồi, hỏi sao ta? Thì lúc đầu cũng xưng bằng cô chú, nhưng mà em nghĩ là ở dưới quê thì họ chú ta làm ăn chứ không có ăn gì như người mình, thì nhưng nói chung là em cũng không nghĩ là họ trẻ đến như vậy á. Nghĩ là ít tuổi như vậy đúng không? Em nghĩ là ít tuổi như vậy lúc mà khi biết rồi. Ôi trời ơi, sao chỉ bằng tuổi bạn bè mình giống vậy. Rồi anh là MC, anh là người ăn nói, cái buổi cầu hôn nó có lãng mạn hay không? Bất chợt thôi ạ, xin ba mẹ được dẫn em đi Đà Lạt này kia, tôi xin không biết là trong cái tư thế là biết có cho hay không. Sợ là không đồng ý thì không đi. Cuối cùng là khi đồng ý cái là hai đứa là bất chợt là lên xe phi đi luôn. Thì lên tới nơi thì cũng đơn giản thôi. Thì nói là em có đồng ý làm vợ anh không? Chị chịu liền không? Dạ chịu liền ạ. Khoái lắm cô. Khoái lắm hả? Đợi luôn. Đợi cái gì đó biết bao lâu rồi đúng không? Đúng không? Rồi xong rồi tối hôm đó rồi ở Đà Lạt á, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới đúng không? Dạ đem đó. Lúc đầu con cũng sợ cô. Rồi hai đứa là cưới nhau bao lâu rồi? 2 năm ngày cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy bé rồi? Dạ có một bé ạ. Đó. Bé trai. Nhưng mà là trước đám cưới thì là có suôn sẻ không? Đám cưới thì có nhiều cái không suôn sẻ xảy ra với mình. Cái đầu tiên á là chỉ còn cách 2 ngày nữa là tới vô tiệc chính cưới rồi, bắt đầu bùng dịch. Do dịch bắt đầu mình phải ngưng. Rồi lần thứ hai thì sao? Cái lần đó thì xin cưới rồi, nhưng mà em muốn hoãn cái đám cưới lại, không muốn ở bằng này nữa. Nó tại sao vậy? Thì bằng này bạn ghen quá. Sau khi ở chung với nhau thì thấy bạn này bạn ghen quá, ghen luôn. Mà ghen với ai? Ghen với khán giả hay là ghen với những cô nàng trên Facebook? Ai em cũng ghen. Mà có nhiều khán giả họ mến mộ mình. Rồi chụp hình xong cái liếc em đi ẻo này nha, con này chết em nha. Em nói rất nhiều lần, trời ơi, người ta mến mộ mình thì người ta mới chụp hình mình chứ sao em cứ đi ra ngoài. Em thấy khó chịu quá. Cái nhiều nhất á là bạn lại ghen với người yêu cũ của em. Ủa nhưng mà mắc mới rồi ghen. Tức là quen rất là vô lý. Em xài cái điện thoại iPhone, tất cả những hình ảnh khi quen con này á thì em đã xóa hết trơn rồi. Nhưng mà lâu lâu mình đăng nhập iCloud vậy á, một số hình nó sẽ lưu về, mà trong cái đó em là một người khi em chụp hình hoặc là tất cả gì đó em không bao giờ em coi lại điện thoại của em. Nhưng mà cô ấy thì cứ lướt lâu lâu cầm thoại lướt thấy là về buồn khóc, tối khóc. Ủa em có chuyện gì em không? Ủa sao buồn khóc vậy? Tự nhiên anh quen người ta mà anh còn giữ hình ảnh như vậy, như thế này thế kia, nó rất là vô lý. Em nói nhiều bạn này lắm, kêu là hiện tại nếu như anh mà có liên lạc với bạn cũ á thì em hãy nói. Còn đường này Facebook em có mật khẩu Zalo, có mật khẩu lâu lâu anh bận cái gì đó thì em cầm điện thoại em nói em ơi coi điện thoại giùm anh cái, còn nhìn ai nhắn tin anh hoàn toàn rõ ràng với em. Cuối cùng mà cứ vậy hoài. Tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi tay khóc. Ủa sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua anh đi chơi người yêu cũ. Có lại dặn lại đung nữa một ngày gì đó. Khó chịu lắm luôn. Khó chịu, em đã nói hết lời rồi. Cái lần đó là em từ hôn luôn. Em chịu không nổi nữa rồi. Cái đêm đó là em mới tắt nguồn hết điện thoại, em bỏ đi. Thì ở nhà của này 3-4 giờ sáng cùng với mấy đứa bạn trong nhà của em á, đi vòng vòng qua thuốc bên quận 7 này, kiếm vòng ngoài đường á. Nghe thấy thương quá. Thì em qua em nói với em, mẹ vợ cho con hoãn cái đám cưới này lại để cho bạn lớn chút. Thì mẹ mới nói quá trời quá đất, thì kêu là giờ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ con đã xuống nhà xin ngày cưới rồi, mà bên nội bên ngoại đã mời đám cưới mời hết, và hai đứa làm sao cố gắng sắp xếp đi rồi để mẹ dạy bảo nó từ từ. Thì em nối lại từ ngày bắt đầu bạn hiểu ra. Trong cái thời gian mà anh quyết định từ hôn vậy thì con nói về cái tâm trạng con cái thời điểm đó như thế nào? Trời ơi, con khóc quá trời khóc luôn cô ơi.
con không ăn không uống gì trơn. Con có thấy là lỗi của mình không? Con biết lỗi của con, tại vì một phần á là con thương ảnh quá. Kiểu giống như là không có ảnh con sống không được á cô. Ảnh mà đi tỉnh á, mỗi lần đi là 7-8 ngày là con nói cô là không có ảnh là con thức trắng. Đêm nào con thức trắng á, con ngủ không được. Tới hiện tại bây giờ cũng vậy luôn á cô. Bây giờ là con cảm thấy là mình đã thay đổi được, mình đã lớn lên được chưa? Dạ, con có còn thay đổi. Còn ghen nữa không? Dạ, có ghen nhưng mà ít. Anh có cái tật xấu gì mà khi mà con đó. Về con làm vợ ảnh á? Đó, mà... bây giờ tiết mục khui tật xấu. Dạ, tật xấu thì có một cái duy nhất là hay đánh gấm. Đó là người ruột tốt đó con. Còn dạ. Cái nào nữa không? Dạ không, không có một tính xấu gì hết á chú. Phải không? Dạ. Trời ơi bà... Như vậy là mong muốn thay đổi gì nè? Thay đổi thì con không có mong muốn gì hơn. Cứ đánh gấm đi. Dạ. Dạ. Tại vì con thấy cuộc sống hiện tại của con rất là ổn, rất là hạnh phúc. Tờ với quạch tân hèn. Con tật xấu nhiều lắm. Bạn này thì có cái tính, bạn nó không có kiên định về bất cứ công việc nào mà nói tới khóc. Rồi khóc nhè. Khóc nhè. Hoặc là không kiên trì nè. Khóc nhè. Khóc nhè nè. Đó. Xong xuôi thì bạn, ủa sao khóc? Thì em thích khóc vậy đó. Ở ngang á. Nghe mẹ chồng không? Có luôn. Đôi khi bạn bè em rất là nhiều đó. Nguyên một bàn dù một tiệc hoặc là mọi người tới chơi, em nói gì không vừa lòng là bạn ra mặt bắn nạt em luôn á. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em mong muốn vợ em á là thay đổi rất là nhiều thứ. Cái công việc của em là em phải kiên định một chút, bớt nạt nộ lại và hãy luôn luôn lắng nghe chút xíu. Còn đằng này em chỉ muốn anh luôn chiều em, còn trước mặt bạn bè anh thì em không có chăm sóc anh như thế này thế kia thì chắc chắn là anh rất là buồn. Anh nói em rất là nhiều lần, mong em sửa một chút. Hiểu đó. Cái điều anh muốn chưa? Con hứa với anh đi. Thôi em hứa. Thì em hứa với anh là em sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc và không bắt nạt anh nữa. Sau này con cũng là người của công chúng mà đúng không? Thì lúc nào cũng vậy, phải hết sức tế nhị. Khi mà người ta thấy con tôn trọng chồng mình thì có nghĩa là người ta cũng tự giác người ta phải tôn trọng chồng đúng con. Rồi. Đúng rồi. Đó, cho nên con phải như vậy mới được. Rồi. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Bên, xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Cú Thuận. Em tên là Tự. Em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi. Công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên bên xây dựng nhà phố. Đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Và quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm lại đây thôi. Trước đây? Trước đó thì em làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái nên là có con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Hay là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. Đó. Dạ. Như vậy là đặt sẵn từ xí ngầu với người đi đó. Đó từ nhỏ đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt ở bên nhà anh Tự như nhà mình rồi đúng không? Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Dạ, đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay con nhà con chơi thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Ừ. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu rồi em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Này lớn mình này không giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Ôi, mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ôi rồi ôi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Ngoài quê gọi bằng thím. Bằng thím. À, dạ. Nhưng rồi, mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con á là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò thì mình khi đó thì cũng
cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nè, trẻ con ngày đó. Đến khi nào thì Tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương, đáng yêu. Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai. Một năm là mình phải về quê thăm gia đình. Thăm gia đình một lần. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý câu này, bởi vì là đang còn bé xíu à, cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9, mặc cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, tôi thấy rất là ấn tượng, lúc nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì anh mới bắt đầu để ý em? Hai gia đình cứ trêu qua trêu lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu hết, ở đâu cho ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ trêu trêu vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua, xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm? Dạ. Ông không có 8 con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à? Ông cua bố mẹ con không à? Cái lên nhà, ăn uống, dọn dẹp trong nhà gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Quá thân mà. Dạ, đem bữa cơm, mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu, mà ông vẫn mời ông ăn thật. Mà mùa hè lúc đó là con tình trạng như thế nào? Có người yêu chưa? Nếu mà học sinh mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sang đại học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian quen anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm, uống rượu. Bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Cái nói trước mặt vậy đó. Ông phán luôn. Dạ, xong con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con, chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu, không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay cho em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành dạng như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc, nó nọ kia, cho mọi nhau một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm nhỉ? Chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới. Cháu nó đi làm xa, thi thoảng nó về. Quýnh quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong cái sau một đêm hai đứa nhậu say thì hồi lúc sau hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Như là phải một tuần hay là một tháng sau bác sĩ mới bảo. Dạ vâng đúng rồi. Tức nhưng là mà... cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đến cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc phải hơn một lần, tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Tức là con vô đi chơi à? Dạ vâng con chơi. Lúc ấy bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ con đi chơi với bạn con à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi, bây giờ không kiềm chế được, cho nên là không có những cái phương pháp để mà phòng vệ đúng không? Dạ, tại con sao không nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi, cái đấy là cái sự cố may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á báo tin rằng là có bầu thì cái phản ứng của Tự như thế nào? Ông cười à. Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đó. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy. Tức là muốn có để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo là có thôi em, cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao? Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em, cho em đỡ sa ngã rồi. Nhưng mà học xong các kiểu lo cho em đồ. Cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc.
Xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong nó đi lấy chồng mà nó tôi khứa với mẹ rồi đó. Bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai gọi là hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết, con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần là có bố mẹ ngay, nên là cũng đỡ. Con của con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, dạ. Cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội một mình. Ồ, mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy là em bé bình thường không sao, nhưng mà về quê đi khám kiểu như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Dạ. Bà mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đấy em bé yếu lắm, cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm, gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ à, phải tiêm thuốc giữ thai, anh làm hết. Không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm. Hai đứa giấu, sợ ông bà lo. Con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành được học. Ở út mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vậy á, nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay trai cơ? Dạ con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ, có những cái tật xấu gì của anh Tử? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến cưới nhau ấy, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo tự nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là ông này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm. Biết quan tâm, lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Nên khi lấy về, lúc đầu mà bất sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tưởng được làm cha. Con ngủ, cái bố đeo tai phone mà quay mặt vào tường đi ngủ. Con khóc, bố đeo tai phone quay mặt vào tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới nghĩ ấy. Chạy nhưng bắn mà, sống bắn chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, bây giờ thì khác nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dây lưng một chỗ. Bừa bộn. Mặc mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á. Nhục mà ai mới chịu đi tắm cho. Xách mặt tắm có phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dưỡng da. Không kỳ cỏ. Tắm cái dưỡng da. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm nhưng về nhây. Rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em thích ăn rau muống xào hay rau muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là ừ anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi qua, bóp mông cái, xong đi qua, cấu một cái, cắn một cái, trồng cái để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Đúng nhại rồi. Lại đó thường thường con chửi. Con chửi như nào con bảo chửi là như nào? Anh muốn chết à? Anh muốn chết à? Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á. Dạ. Nhưng mà đó là dễ thương. Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè, cho bóp mông cái nè. Rồi im đi, tôi đít tai bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn, trong khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được. Nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy. Mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tự thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ con thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tính xấu. Mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là một đó, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm với vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được tận gốc vấn đề. Mong là vợ thay đổi, chia sẻ, vợ mở lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính. Nên con sẽ im lặng đóng cửa lại.
Nhưng mà ông này không biết ý, nhưng người ta vợ thì cần nói câu xin lỗi vợ hay như nào thôi. Đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong thông công cảm việc qua và lại. Trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng tự sẽ có chịu một cái sự điều chỉnh. Ngồi nói chuyện đó. Với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết. Thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt coi như dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau, thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. Xin cảm ơn Tự và hai đứa nha. Và vợ nha.